chào mọi người, tôi là Thủy Tiên đến từ nhãn hàng Tôm Giác. Chào đón chiếc xe đi tìm cơ hội đổi đời đã có mặt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, quê hương Hậu Giang chúng tôi. Trong vai trò của người dẫn đường, tôi hiểu chiếc xe đổi đời có ý nghĩa rất đẹp vì sẽ mang đến cho những gia đình khó khăn có động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Và hiện tại có một gia đình ở quê hương Hậu Giang đang chờ chúng ta ghé thăm. Ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu hành trình thôi nào. Bây giờ chuyến xe của chúng ta đang đi đến ấp Hòa Quế B, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Chào anh, em là Thủy Tiên đến từ đại lý ủy quyền Tôm Lạnh Giác Hưng Long tại tỉnh Hậu Giang. Hôm nay cái chương trình cơ hội đổi đời em có dịp ghé thăm anh và gia đình để tìm hiểu về cái hoàn cảnh và cái cuộc sống của mình. Em vô đây thật sự em nhìn nhà của anh là trong lòng em không có cái từ nào mà để mà diễn tả nổi hết được. Anh được mấy bé? Hai đứa. Ba xã bỏ đi. Ta là Hà Quốc Đạt, hôm nay con 10 tuổi, học trường tiểu học Hoàng Ba, học lớp 5A2. Con rất là thích đi học, sáng nào con cũng chạy xuồng ra đường lộn đi học. Con không biết bơi, rất là sợ chết đuối. Lúc con học lớp 5, 10 tuổi, mẹ con bỏ, cha ngày nào cũng đi làm, nuôi con với em. Của tôi là ba người, tôi với hai đứa con tôi. Con lớn Hà Quốc Đạt học lớp 5, nhỏ kia Hà Thế Nhi mà chưa học á, như đi mằng không ai đưa. Hàng ngày tôi đi lưới đi kiếm sống, như đi văn lưới đồ như bỏ ở nhà cho không yên tâm đó, không đi xa nhà được, như đi hồi cũng mất về. Như tôi đi xa cá nhiều, đi gần đây thì ít cá. Mùa lũ nước ngập dân rồi, cha con ở trên giạc không, chứ đâu có xuống nước được. Bắt cây cầu ở trong nhà đi luôn. Nhà con mưa gió cũng dột, ngủ đêm nào lạnh cũng hơi lạnh. Ai mướn gì mình mặn đó, cái nào mà làm có tiền thì mình mặn, gán mặn nuôi cho hai đứa chứ giờ buông xuôi cũng ai đầu nuôi nó bỏ hai đứa tội nghiệp. Cái nào mình cũng gán bường, thì cũng như giờ ăn đầy ăn ít hơn ta ăn chút, ta ăn đầy đủ mình con mình ăn ít cũng được. Con cố gắng học giỏi, sau này có tiền cho cha và em.